Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ dàn sau xe ba bánh dành cho người khuyết tật, người già. Bộ này là bộ có sử dụng cầu vi sai các bạn nhé, lắp ráp sẵn hết rồi, chắn bùn này, bánh xe này, giảm sóc này, khung này, trục này, dây phanh này, dây phanh có cả dây phanh chia đây các bạn này. Đấy. Cầu phi sai nhé. Đây. Cầu phi sai này. Con này có tổng chiều rộng là 60 cm các bạn nhé. Rất là vừa khổ. Động cơ thì trang bị là động cơ 48V 500W. Thì cái loại này thì các bạn có thể sử dụng cái 4 cái bình 20A thì các bạn có thể đi được khoảng 50 km đến 60 km. Rất là thoải mái. Đấy, chắn bùn này có phản quang nắp lên đây là này. Bánh 350-8. Chiều cao bánh là 35 cm. Rất là vừa với một cái khổ xe đạp điện của mình chẳng hạn. Các bạn có những cái xe đạp điện các bạn cắt khung đi và hàn nối phần khớp bản đề thôi. Bên em đã trang bị sẵn cho các bạn rồi. Đây là giảm sóc, khách hàng có thể mua hoặc không mua để giảm giá thành. Đây, thì mình về nhà mình chỉ hàn hai cái tay vào khung xe thôi. Đấy. Đây, em cho sẵn rồi. Về cắt hàn thẳng cái này lên cái khung xe cũ của mình thì cái này nó như một cái khớp. Đấy. Nếu như cái khung của mình nó hẹp quá, nó không đủ độ rộng ấy thì các bạn làm một cái cây hộp 2x4 các bạn hàn thẳng vào cái mặt này. Và cái này xong các bạn hàn cái khung xe của mình vào cái cây hộp đấy là được. Đấy. Đấy là do nếu cái khung hẹp quá thì cái này nó là chỉ là hàn xì thôi. Không có vấn đề gì cả. Bộ này thì em không có trang bị điều khiển cho các bạn vì nó là sử dụng động cơ 48V 500W. Thì nhiều khi cái xe của mình nó đang là xe ba bánh thì nó có sẵn rồi thì mình chỉ sử dụng thôi. Còn nếu như các bạn mua thêm cả điều khiển thì bên em bán thêm cho các bạn. Thì đối với những người lớn tuổi hay là người già, hay là mình thích làm xe ba bánh chơi thì mình cứ mua cái bộ dàn này về là ok. Đấy. Rất là đẹp. Đây, phần gầm của nó đây. Cầu vi sai đồng hoàng nhé. Đây, cầu vi sai đây này. Hộp số này thì cái dòng này tải trọng của nó là khoảng nếu đi đường bằng thì có thể chở khoảng 300 kg, còn nếu các bạn lên dốc cao ấy, thì khoảng 200 kg, là dốc nào nó cũng lên được hết, rất là khỏe. Cầu vi sai thì nó cực kỳ khỏe luôn. Đấy, giảm sóc 27 cm, tính cả bản nề của nó lên là khoảng 30 cm. Thì các bạn thích giảm sóc ngắn hay là giảm sóc dài hơn nữa thì các bạn đo trước, hoặc là cứ mua khung không, không mua giảm sóc. Rồi khi đó mình về mình ướm xe của mình cao hay thấp bao nhiêu mình mua thêm. Thì một bộ của nó như vậy, đầy đủ như thế này. Các bạn lưu ý là không có điều khiển nhé. Nếu như các bạn mua thêm điều khiển thì mình bán thêm điều khiển có tiến lùi của nó là giá là 280. Đấy. Còn cái bộ khung này thì giá thành của nó thì các bạn liên hệ qua Zalo 0983818955. Các bạn xem video của mình thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo ngay khi mới đăng lên video. Đây.
Đây, cái này kết cấu rất là vững chãi này, chuẩn chỉ này. Bánh nếu mà muốn thay thế thì chỉ cần tháo 4 con bánh này ra là có thể thay được bánh khác. Khách hàng muốn mua vành sắt cho nó rẻ tiền hơn thì liên hệ. Bộ này thì cũng rẻ thôi, không đến 5 triệu, rất là rẻ. Đấy. Nếu các bạn mua cả điều khiển vào thì là 5 triệu. Đấy, nguyên bộ dàn luôn, về mình tận dụng. Đây, ví dụ như mình có những cái xe như thế này rồi, đấy, thì mình chỉ cần bỏ hết cái dàn sau ra, giữ nguyên cái giảm sóc này, đấy, thì mình hàn luôn vào cái khớp cũ của nó này, đấy, là mình đã có một cái xe ba bánh rất là ngon. Những cái dòng xe ba bánh hoặc là những cái khung xe ba bánh này thì mua rất là sẵn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video đến đây là hết.